kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài sấm kim cổ kỳ quan tiên tri chiến tranh trung đông và á đông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng trung đông khi cuộc chiến ở trung đông tạm ngưng sẽ đến vùng á đông ích lời Đức Huỳnh giáo chủ. Có Phật ra mới thấy việc linh. Giặc trời loạn động âm binh dấy loạn. Con mèo ngồi sợ rắn xa đảng. Dê thời ghét khỉ xóm làng sạch trơn. Thập bát quốc làm hội đầu sơn. Thăng thiên độn thổ nhờ ơn Phật trời. Nói làm chi khôn dạy cái lời. Di sơn đảo hải con trời quan thiên. Bầu linh dược Phật dưới bệnh điên. Coi trần giả dạ dại giáo khuyên qua ngày. Nỗi buồn riêng xuất ý tỏ bày bút ra để giấu nhớ thầy lời ghi, người ở đời nhiều kẻ dễ khi. Mặc tình thế sự làm chi thì làm, thân tôi nay như kẻ bán vàm, mỏi tay đậu nghỉ dễ làm khó ăn. Mặt trời tròn nguyệt khuyết là chăng âm dương xoay trở lăng xăng ba thùng, kẻ mất chiếu người lại mất mùng, trở về trốn cũ chung cùng Tây An. Kim cổ kỳ quan một phần hai, hai phần ba, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình câu sấm, con mèo ngồi sợ rắn xa đảng, ám chỉ năm mèo quý mão 2023, chiến tranh Trung Đông bùng nổ, trận chiến đẫm máu ở dãi Gaza giữa chiến binh Hồi giáo Hamas và quân đội Israel, thành phố sụp đổ tan hoang, chết chóc kinh hoàng, người dân Palestine chạy loạn tản cư lang thang màn trời chiếu đất đói đau thảm sầu, binh lửa không dừng lại ở dãi Gaza mà còn lan rộng khắp vùng Trung Đông lôi kéo nhiều cường quốc tham chiến. Câu sấm, dê thời ghét khỉ xóm làng sạch trơn, ám chỉ năm đinh mùi 2027 mậu thân 2028, chiến tranh từ Trung Đông lan sang Á Đông, binh lửa bùng nổ dữ dội, sức tàn phá hủy diệt thật hái hùng xóm làng sạch trơn. Đạo nào tránh thời đạo làm đầu, đạo nào bất tránh qua cầu Diêm Vương, sáu ngã quỷ tăng, hội nhà thương ba đường tội phước âm dương trung trần, thánh minh thánh thần tự minh thần, xem trong Nam Việt họa gần phước xa. Phật hữu Phật sao lại nói ma? Ma ma cho đó mới ra đỗi này. Châu Nhật bổ Nam Việt bắt cày, gây gò chó sủa hàng ngày sủa dài. Thấy người ta ta lại tưởng ai? Ngậm ngùi sự thế phân hai Phật trời. Bảy việc hại ba việc lợi đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Kim Cổ Kỳ Quan 7 phần 14, ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, kiềng Long Châu sau có hai hồ, trời xanh giúp vững cơ đồ hớn bang, trốn màn loan rất điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung cang tâm tình, việc trước lo lo trước một mình, nhìn sau ít kẻ nhất tình lo âu, giếng bồi cạn trí dốc đảo sâu thả trà nhử cá để sau độ ngày châu của trệt an nam bắt cày khỏi siêu khỏi thuế khỏi giày lao đao kim cổ kỳ quan 17 bảy phần 33, ông ba mươi ba ông bà nguyễn văn thới viết năm một nghìn chín trăm mười lăm lời bình thuật ngữ châu ám chỉ bộ máy quốc phòng quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh thuật ngữ bắt cày có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh dùng bộ máy quân đội châu đánh nhau nghĩa là vì vị trí địa tránh trị của việt nam trên biển đông hai nước tàu và nhật sẽ đối đầu một mất một còn châu nhật bổn châu của trệt cả hai nước nhật và tàu trệt phải gây ra chiến tranh bắt cày vì nhật và tàu tranh giành vị trí địa tránh trị vùng biển thái bình dương bao quanh quần đảo senkaku và đặc biệt biển đông có trữ lượng dầu khí quá lớn đồng thời biển đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng ấn độ thái bình dương việt nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn biển đông nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật, phải gây ra chiến tranh tận thế chết bảy còn ba. Thuở xưa là giặc ô xào, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đương, sám giảng người đời quyền chín sư vái bán khoai viết năm 1901. Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ, khi Tàu đánh Nhật, ắt là Mỹ sẽ tham chiến đánh phủ đầu nước Tàu bằng vũ khí nguyên tử xóa sổ Bắc Kinh và lãnh tụ nước Tàu chết bể ghe. Tới hội này thấy việc bể ghe, Quyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ vì thiên cơ bất khả lộ nên ông ba thới không nói thẳng phải dương đông kích tây nói cái này để ám chỉ cái kia ý tại ngôn ngoại phải dụng phương tiện nói mẹo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ghe cầu sấm tới hội này thấy việc bể ghe cụm từ bể ghe ám chỉ bể bình tức là ám chỉ tập cận bình chủ tịch giặc tàu chết khi trận chiến biển đông bùng nổ đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể tàu ám chỉ nước tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử. Trong trận Á Đông, cầu sấm, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bổ, cụm từ trồng tre đương bổ, nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa, trước khi gieo mạ cấy lúa thì phải sớm lo trồng tre đương bổ để vựa lúa, cũng như người đạo phải lo xa, phải gấp tu hành ăn chay, niệm Phật, làm lành, phải lo xa tích chữ phước đức mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Vậy khi nào thấy sắp xảy ra sự cố bể ghe thì bá tánh hãy mau gấp rút tu hành trường phước đức mới mong sống sót qua màn sàng lọc kỳ này. Tới hội này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng che đương bộ. Trong trận chiến biển đông chống giặc tàu cứu nước, chết chóc kinh hoàng, cuộc biến thiên trời long đất lở thế chiến ba tận thế hội Long Hoa chúng sanh muốn thoát qua cuộc lọc lược sàng sẩy chết bảy còn ba, muốn lên sống an vui đời Thượng Ngươn Thánh Đức, thì hãy nghe lời khuyên của ông ba. Gấp rút tu hành, giữ chọn đạo hiếu chung, làm lành lánh giữ, lòng luôn tưởng nhớ Phật trời, siêng đọc kinh niệm sáu chữ lục tự di đà, đường gian nan dễ giấu khó bày. Căm hờn tàu tặc hại dày Nam Ban, tiểu nhân thắng quân tử thối nan, quân tử đức thắng tiểu nhân an hòa. Chí tham vui thánh đạo di đà khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh kiểng nào vui trời phật tinh minh tiên thần lạc trí quảng thinh tổ đường chớ tham chi tánh bạo tâm cường ngủ mê một giấc quên đường phật tiên vui say chi việc thế chẳng yên tham vui một thuở sầu riêng nhiều ngày khổ thấy khổ tránh khổ sao tài càng cao danh vọng càng dày gian nan thấy việc khổ gỡ khổ mới an bực nào bằng bực giàu sang Phật trời. Đất trăng trăng trải gót sáng ngời, đền đài cổ tự lập đời hiển vang. Kim cổ kỳ quan 8 phần 15, ông Ba Thới viết năm 1915. Chuyện bên thầy. Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức, Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương. Ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách, nghe một vị khách hỏi thầy: "Thưa ông tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào và ở đâu?" Đức thầy đáp: "Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào, vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn." nhưng cũng trong chu kỳ hạ ngươn này còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông thuật theo lời ông giáo Khương xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo Hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem Sydney ngày 22 tháng 10 năm 2023 do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo